Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Gần đây á thì là lễ tựu trường nên là chúng ta hôm nay sẽ cùng nói một cái gì đó liên quan tới thời học sinh đi ha. Nên là chắc là mình sẽ chia sẻ với mọi người một kỷ niệm trong thời học sinh của mình ha. Mọi người biết không, thời còn nhỏ xíu á, là trong dòng họ của mình á, mình luôn bị đánh giá là một một đứa con nít vừa xấu vừa khờ. Có thể á là người lớn không có ác ý, nhưng mà một đứa con nít như mình tại thời điểm đó, mình tin sái cổ cái điều đó. Mình cứ luôn cho rằng mình rất là khờ và rất là hiền, cho đến khi mình lập cái kế hoạch theo đuổi crush khi mà học khác lớp. Tại cái thời điểm đó thì mình cũng nhận ra rằng wow, thì ra mình cũng có cái bộ mặt tâm cơ thủ đoạn như vậy. Trước khi đi tiếp với video của mình á, thì nếu mà các bạn cảm thấy thích, hãy cứ đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube á, có thể gửi đến bạn những cái thông báo cho những video mới nhất của mình nha. Mình cảm ơn trước. Nói là tâm cơ, thủ đoạn thì nó cũng hơi quá đáng. Mình thuộc tuýp người á, khi mà có mục tiêu của mình rồi thì chắc chắn mình sẽ không chịu ngồi yên mà sẽ tìm mọi cách để mà đạt được cái mục tiêu đó của mình. Vì mình hiểu rất là rõ một cái chuyện á, đó là không ai có thể đem ước mơ, niềm mong ước của bản thân ra mà dâng tới tận miệng cho mình được. Nên là nếu muốn, bản thân mình phải tự tìm cách thôi. Chuyện là vào năm lớp 12, năm thi tuyển nữa ba. Lúc đó thì mình đem đồ trả lại cho đứa bạn của mình. Khi mà qua lớp nó thì mình đã gặp được ý chung nhân, người khiến mình rung động. Nhưng mà ngặt nỗi á là tụi mình học khác lớp, không có bạn chung và cũng chưa từng có một cuộc trò chuyện với nhau trước đó nữa. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Đương nhiên không có cách thì cũng phải có cách. Mình là Trầm Vĩnh Ký mà. Việc đầu tiên á, đó là phải tạo ra cơ hội tiếp xúc giữa mình và đối phương cái đã. Tạo ra những cái cuộc trò chuyện ngẫu nhiên để mà ít nhất á, là đối phương biết đến sự hiện diện của ta trong cuộc sống của họ cái đã. Và đương nhiên là đừng có đặt nặng mà gò bó, thúc ép bản thân khiến cho cuộc trò chuyện của cả hai trở nên ngột ngạt và không có được tự nhiên, thoải mái nha. Cái là từ một đứa thụ động trong lớp á, giờ ra chơi chỉ biết ăn sáng trong lớp thì mình xin hẳn ra. Giờ ra chơi nào hầu như cũng đều lên lớp tụi bạn. Cảm thấy hơi tội lỗi với tụi nó một xíu á, đó là kiếm tụi nó ra làm cái cớ. Cứ nói là à ra chơi tao lên lớp chơi với tụi bay nha. Nhưng mà thật ra lên lớp tụi nó đâu có chơi với tụi nó đâu má. Trời không phụ lòng người mọi người ạ. À, những khi mà crush cần sự giúp đỡ như là trang trí lớp học nè, giặt giũ lau bảng và bôi bảng nè, thì mình luôn là người đầu tiên chạy đến và đưa ra sự giúp đỡ. Kiểu mình gửi đến crush một cái ý là à tôi tiện thì tôi giúp thôi nha, chứ tôi không có ý gì đặc biệt hết á. Kiểu nghiện mà còn ngại mày người. Và khi mà giúp xong á thì mình luôn luôn gửi kèm crush một nụ cười thương hiệu của riêng mình. Không có gì đâu. Mình có điểm mạnh là mình phải show ra chứ phải không mọi người? Nhất là khi mà khoa học đã chứng minh rằng á là nụ cười á luôn để là một ấn tượng đặc biệt hơn trong lòng người khác mà. Nhiều khi crush không cần giúp mà mình cũng cố chấp đòi giúp luôn nha, để mà tìm cơ hội mà nói chuyện luôn nha má. Kiểu là nhà mình gần trường thì mình thường đi bộ từ nhà đến trường ấy, và mình cũng canh me thời gian nào mà crush sẽ xuất hiện, là mình thường sẽ đi chậm lại ở cái khuôn viên trường và tỏ ra vẻ là tình cờ bắt gặp crush, để mà từ đó có cơ hội để mà đi chung và tạo ra những cái cuộc trò chuyện của cả hai người. Dù nhà mình xếp một bên trường như vậy, nhưng mà khi mà tan học á, thì mình vẫn nhờ thằng bạn mình trở về. Tại vì sao? Vì cái chỗ thằng bạn mình gửi xe chính là cái chỗ crush gửi xe. Có cơ hội tiếp xúc là mình đều sẽ tận dụng hết. Tại bạn gửi xe á, mình sẽ ân cần tiến lại crush và hỏi rằng: à, xe bạn để đây hả? Có cần mình hỗ trợ giúp gì không? Thôi để mình đẩy xe cho bạn ha. Trong lòng mình vẫn ấp ủ một cái kế hoạch tâm cơ thủ đoạn khác để dành như là cái kế hoạch
dự phòng cuối cùng khi mà tất cả những cái kế hoạch trơn mình vẫn không thể tiếp xúc được với Crush á, là mình sẽ chích xì bánh xe của Crush để từ đó nhảy ra chịu trách nhiệm và bắt chuyện. Cũng hên là cuộc đời mình dạo đó nó không dồn mình tới mức mà phải thực hiện cái kế hoạch vô nhân tính đó. Điều thứ hai đó là mạng xã hội là nơi thể hiện cuộc sống, dù không hoàn toàn nhưng cũng đủ để mà ta nhìn vào đó, ta có thể hiểu thêm về một con người. Mình đã phải lùng sục rất là nhiều thông tin và những cái người thông qua những người bạn của mình á để mà biết được nick face cũng như là nick IG của crush. Nhưng mà mình vẫn tỏ ra là tình cờ được recommend và kết bạn thôi nha. Thời chứ mình mà giả nai thứ hai là không ai giả nai chủ nhật được hết á. Vì mình biết một điều á, đó là trong một câu chuyện tình cảm bất kỳ nào đó, điều tối kỵ nhất trong giai đoạn đầu á, đó là đừng để cho đối phương biết ta thích đối phương. Kiểu á, là có thể do tôi là một người nhiệt tình, nhưng tôi cũng chỉ đối xử với bạn như những người khác thôi. Tuy nhiên, tồn tại trong cái mối quan hệ chưa được gọi tên này á, có những cảm xúc cũng chỉ cả hai feel được với nhau thôi. Để làm sao mọi người biết không? Để đối phương á có cái cảm giác á là muốn được chinh phục ta. Trong Conan á có một lời thoại của nhân vật Vermal mà mình cực kỳ tâm đắc, đó là bí ẩn tạo nên vẻ quyến rũ của người phụ nữ và đương nhiên cả với người đàn ông nữa. Để đối phương á không đoán được tâm tư của mình, từ đó nảy sinh cái niềm tò mò nè, có một sự hứng thú về ta nè, đó là một nghệ thuật. Rồi khi mà accept bạn bè rồi á, là cái lúc á mình sẽ luôn ưu tiên xem story của crush đầu tiên. Crush mà có chuyện gì buồn hoặc là tâm trạng không tốt, mình sẽ luôn dành thời gian ra và tâm sự an ủi nè. Thế là không lâu, crush rủ mình đi uống nước, chủ động rủ mình đi uống nước và đã tin. Nhưng mà 30 cũng chưa phải là Tết. Nhưng mà mình nghĩ là kết thúc câu chuyện này ở đây á, nó sẽ để lại trong lòng mọi người nghe một cái kết đẹp. Nên là chắc là kết thúc ở đây ha. Có một câu mình thấy nhiều người hay hỏi về nè. Nếu mà bạn là người khác giới, hoặc là bạn là bất kỳ một ai khác không phải là bản thân bạn, liệu bạn sẽ rung động, bạn sẽ thích bản thân bạn chứ? Đối với mình á, câu hỏi này thì mình chắc chắn khi mình là bất kỳ ai thì mình cũng sẽ thích bản thân mình. Suy nghĩ của mọi người thì không giống nhau. Đối với mình á, mình chỉ mập mờ với người mà mình thích thôi, khi mà mối quan hệ chưa kịp gọi tên thôi. Đối với người mình không thích á, mà mình feel được họ có một xíu gì đó với mình á, thì mình thà nhẫn tâm ngay từ lúc đầu, vạch rõ ranh giới với họ luôn để họ tự nhận ra và không bị lún quá sâu, vì lún quá sâu á rất là tội cho họ. Mập mờ với người mình không thích á rất là nghiệp. Mình chỉ nhắn nhủ như vậy thôi. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn nói trong video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn cảm thấy thích, hà hãy share chiếc video này để mình có coi tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansiki và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết chiếc clip này cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn bạn vì đã để mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.